Vâng, ban tổ chức xin được cảm ơn tiết mục đầu tiên mời Đức mời Chầu. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, lời đầu tiên cho các tôi thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ phường Tân Hương thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, kính thưa toàn thể thành viên có mặt tại hội trường này. Sắc xuân vẫn đang ngập tràn khắp trên phố phường, đường ngõ xóm, trải rộng trên khắp miền, mọi nơi, ai ai cũng nô nức cùng nhau đi chảy hội, tưng bừng giữa mùa xuân, dân đầy được sống, làm cho vạn vật đều khởi sắc, cây cối đâm chồi nảy nở, trăm hoa khoe sắc, hòa vào không khí vui xuân chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh, mừng thành phố trẻ, thành phố Phổ Yên mới được thành lập, mừng phường Tân Hương có nhiều đổi mới tươi vui, ấm no và hạnh phúc. Và cùng thời gian, câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ phường Tân Hương vừa tròn 10 tuổi. Biết mấy tự hào khi tổ chức hội người cao tuổi ngày càng lớn mạnh, trong đó nòng cốt con đẻ của hội là các câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ. Được sự cho phép của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Tân Hương, Ban chấp hành hội người cao tuổi cùng ban chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ phường Tân Hương long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ phường, với mục đích qua buổi giao lưu để các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng các học viên thấy được tầm quan trọng và tác dụng của việc thành lập các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh văn nghệ ở cơ sở vô cùng cần thiết và có tác động nâng cao đời sống tinh thần, sống vui, sống khỏe, sống có ích và hạnh phúc ở mỗi gia đình của mỗi người, nhất là đối với mọi người cao tuổi. Cùng kết hợp qua buổi lễ với những tiết mục giao lưu của các đơn vị phường bạn và các đơn vị sở tại, sẽ có dịp giao lưu học hỏi lẫn nhau những điểm sáng tạo và mới mẻ qua các màn biểu diễn. Trên cơ sở đó tạo ra mối quan hệ đoàn kết giúp nhau để cùng phát triển trong hoạt động của đơn vị mình. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, rất vinh dự cho buổi lễ giao lưu hôm nay, phường Tân Hương được đón các vị đại biểu, các vị khách quý về dự cổ vũ và giao lưu. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu có các ông, các bà đại diện cho lãnh đạo đơn vị sở tại. Xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Huy Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Hương. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Hương. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt cảm ơn. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có các ông, các bà đại diện cho các phường làm Chủ tịch Hội người cao tuổi, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi của các phường Đắc Sơn, Đông Cao, Đồng Tiến, Tiên Phong, Tân Phú, Trung Thành, Tân Hương. Đề nghị chúng ta dành một tràng pháo tay chúc mừng. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có các ông, các bà làm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ của các phường trên và các câu lạc bộ của phường Tân Hương. Một lần nữa, chúng tôi xin được gửi lời kính chúc sức khỏe tới các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các cán bộ hội viên của tất cả các câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ trên địa bàn của thành phố Phổ Yên và trên địa bàn của phường Tân Hương. Xin được nhiệt liệt chúc mừng. Tiếp nối chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Tị, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Tân Hương nên phát biểu khai mạc. Trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Bùi Huy Phúc,
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương. Kính thưa đồng chí Nguyễn Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Hương. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho các xã, các phường Đông Cao, Tân Phú, Trung Thành, Bãi Bông và Đắc Sưng. Kính thưa các vị đại biểu và các diễn viên không chuyên của người cao tuổi các phường cũng như phường Tân Hương. Câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ là sân chơi của người cao tuổi với tiêu chí sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Chính vì vậy, tại đại hội 5 của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã xây dựng chỉ tiêu, mục tiêu xây dựng là hướng về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm, lấy các chi hội, tổ hội và các loại hình câu lạc bộ là nơi tổ chức hoạt động của người cao tuổi, xây dựng tổ chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực hoạt động, tập trung xây dựng nguồn lực nhằm xây dựng chất lượng chăm sóc người cao tuổi và phát huy vai trò của người cao tuổi. Thấm nhận mục đích đó, dưới sự chỉ đạo của Hội Người Cao Tuổi các cấp, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Tân Hương, nay xã Tân Hương, nay là phường Tân Hương, ngày 16 tháng 3 năm 1913, câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ của hội đã được thành lập, kiện toàn ban chủ nhiệm với trên 60 hội viên đại diện cho 23 chi hội trong toàn xã. Cũng từ những chi hội này là đóng góp xây dựng các câu lạc bộ của 23 chi hội, hiện nay còn 11 chi hội do việc sáp nhập các xóm. Đến nay tròn 10 năm mà hôm nay Hội Người Cao Tuổi phường Tân Hương chỉ đạo câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ tổ chức ôn lại 10 năm hoạt động và giao lưu dưỡng sinh văn nghệ của các xã cũng như của các chi hội phường Tân Hương. 10 năm qua trải qua bao thăng trầm, lúc mạnh lúc yếu, lúc tạm lắng do dịch bệnh Covid, nhưng câu lạc bộ dưỡng sinh xã nhà đã làm nên và mang lại nhiều thành tích vẻ vang cho Hội Người Cao Tuổi bằng những buổi giao lưu văn nghệ trong toàn hội với 23 câu lạc bộ cơ sở, bằng những lần giao lưu với các xã bàn, những lần được đại diện cho ban chủ nhiệm, cho ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thành phố Phổ Yên đi giao lưu văn nghệ của các xã, các huyện của tỉnh Thái Nguyên đều có thành tích phần thưởng mang lại cho câu lạc bộ cũng như Hội Người Cao Tuổi xã Tân Hương. Thay mặt cho Hội Người Cao Tuổi, tôi xin biểu dương và cảm ơn phong trào dưỡng sinh văn nghệ của xã nhà đã tô thêm thành tích cho hội trong những năm qua. Hôm nay Hội Người Cao Tuổi câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ tổ chức giao lưu văn nghệ với các câu lạc bộ xã bàn Đông Cao, Tân Phú, Trung Thành, Tiên Phong và Đắc Sưng và Bãi Bông, và 11 câu lạc bộ của 11 chi hội xã nhà đã được chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo địa phương và ban đại diện người cao tuổi thành phố Phổ Yên để đến cổ vũ phong trào dưỡng sinh văn nghệ của xã chúng tôi. Thay mặt ban tổ chức Hội Người Cao Tuổi câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ, xin chúc sức khỏe của các vị đại biểu lãnh đạo của địa phương, các vị đại biểu lãnh đạo Hội Người Cao Tuổi của các xã cũng như ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thành phố Phổ Yên, các vị khách quý, các diễn viên, hội viên trong Hội Người Cao Tuổi trong và toàn hội, lời cảm ơn và chúc sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và thành công. Với ý nghĩa quan trọng đó, thay mặt Hội Người Cao Tuổi phường Tân Hương, tôi xin tuyên bố khai mạc buổi giao lưu dưỡng sinh văn nghệ ngày hôm nay. Chúc buổi giao lưu thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Về dự và cổ vũ cho kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ của phường Tân Hương hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có bà Chu Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Đắc Sơn, chủ nhiệm câu lạc bộ cùng ban chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh thành phố Phổ Yên về dự và chúc mừng cùng đi. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có bà Hòa ở phường Đắc Sơn, bà Hiền ở phường Hồng Tiến, bà Sách ở phường Ba Hàng và bà Nả ở phường Nam Tiến. Một lần nữa, hội nghị trong một tràng pháo tay chúc mừng. Kính thưa hội nghị,
có được sự thành công phát triển của tất cả các câu lạc bộ trong phường là có sự lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ban ngành đoàn thể chăm lo hỗ trợ cho các câu lạc bộ hoạt động và phát triển. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tân Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường lên phát biểu ý kiến. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Bùi Quý Phúc, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Hương. Kính thưa các đồng chí Hội đồng Chủ tịch, Hội người cao tuổi, câu lạc bộ của các xã phường trên địa bàn thành phố Phổ Yên được mời dự buổi lễ hôm nay. Kính thưa toàn thể các cụ, một người cao tuổi trong câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ của phường Tân Hương. Hôm nay ngày 18 tháng 3 năm 2023, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường, sự thống nhất của Hội người cao tuổi phường Tân Hương, câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ của phường trân trọng long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập câu lạc bộ ngày 16 tháng 3 năm 2013 và 16 tháng 3 năm 2023. Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt cho các đồng chí Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Hương xin trân trọng gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các vị đại biểu và toàn thể hội viên hội người cao tuổi trong câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ và chúc cho buổi giao lưu văn nghệ thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể buổi lễ, câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ của phường chúng ta cách đây 10 năm mới ra đời đã trải qua nhiều những khó khăn về vật chất và tinh thần. Song được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền xã Tân Hương, nay là phường Tân Hương, và sự nỗ lực của ban chủ nhiệm câu lạc bộ và sự nỗ lực nhiệt tình của các chi bộ hội viên hội người cao tuổi, đến nay câu lạc bộ đã phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay. Tôi xin thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Hương xin biểu dương những kết quả mà câu lạc bộ đã đạt được trong những năm qua. Thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường, chúng tôi mong muốn rằng câu lạc bộ sẽ phát huy những kết quả mà đã đạt được trong những năm qua và duy trì các tổ dân 11 tổ dân phố phát triển lớn mạnh hơn nữa để các câu lạc bộ của phường là đi đầu trong thành phố. Và mọi người cao tuổi cùng chúng ta xác định mục đích chung là theo phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích và sống hạnh phúc. Mỗi hội viên người cao tuổi là một tấm gương sáng để cho con cháu và thế hệ noi theo. Một lần nữa, thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Tân Hương xin kính chúc các vị đại biểu và các chủ tịch các câu lạc bộ đơn vị bạn, các câu lạc bộ đơn vị bạn và các hội viên người cao tuổi các trong câu lạc bộ mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc cho buổi giao lưu thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Đảng ủy, Ủy ban dân phường Tân Hương có hoa chúc mừng buổi giao lưu. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Quý Phúc, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban dân phường lên tặng hoa và xin trân trọng kính mời đồng chí Chủ tịch Ủy ban Chủ tịch người cao tuổi của phường và trân trọng kính mời các đồng chí trong ban chủ nhiệm. Chúng ta vừa được nghe đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Ủy
Ủy ban nhân dân phường Tân Hương thay mặt cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc phường Tân Hương nên phát biểu chỉ đạo cũng như dự và chỉ đạo hội nghị ngày hôm nay. Thay mặt cho hội người cao tuổi, ban chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh của phường nhà xin cảm ơn và xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí để xây dựng cái câu lạc bộ dưỡng sinh của xã nhà ngày càng phát triển mạnh mẽ toàn diện để mà xây dựng cái mục tiêu sống vui sống khỏe của người cao tuổi. Mong rằng sự giúp đỡ nhiệt tình hơn nữa của các đồng chí thay mặt cho Đảng ủy, Ủy ban về mọi mặt, cả về tinh thần, về vật chất thì để xây dựng cái phong trào ngày càng vững mạnh hơn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các đồng chí và qua các đồng chí tới các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cũng như mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể phường Tân Hương lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và xin cảm ơn các đồng chí. Có được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của lãnh đạo địa phương, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Đặng Thị Minh, chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ của phường, nên đọc vài nét về thành tích của câu lạc bộ trong 10 năm qua. Trân trọng kính mời bà. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng tất cả các ông các bà là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh thành phố Phổ Yên, các câu lạc bộ, các phường bạn cùng tất cả các hội viên trong hội trường có mặt ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe tới các quý vị đại biểu, khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc buổi giao lưu kỷ niệm 15 thành lập của câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ phường Tân Hương thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý và hội viên các câu lạc bộ, cái Tết cổ truyền của năm Quý Mão 2023 đã đi qua gần 2 tháng, nhưng sắc xuân của đất trời, của lòng người sẽ còn mãi mãi, nhất là đối với hội người cao tuổi. Linh hồn của hội, nòng cốt của hội là cội nguồn từ các câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ. Chính nơi đây là những chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn để hội người cao tuổi sống vui, sống khỏe, yêu đời và hạnh phúc hơn. Hoạt động thể dục dưỡng sinh của hội người cao tuổi đã được lan tỏa rộng khắp trên cả nước, trong đó có các câu lạc bộ dưỡng sinh phường thành phố Phổ Yên và phường Tân Hương. Kính thưa các quý vị đại biểu, biết bao bồi hồi xúc động nhớ lại những ngày này cách đây tròn 10 năm, 16 tháng 3 2013, câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ phường Tân Hương được ra đời. Giữa những tháng ngày, tháng 3 lịch sử, mùa của con đông đi lên mặt, xây cho đời những trái ngọt hoa thơm. Từ những buổi sớm nay với bao điều gỡ ngỡ khó khăn cho đến nay, hội người cao tuổi cùng ban chủ nhiệm, các hội viên câu lạc bộ dưỡng sinh phường Tân Hương cảm thấy tự hào trước những thành quả đã gặt hái được trong 10 năm qua. Để nhìn lại chặng đường trải qua, hôm nay hội người cao tuổi, ban chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh phường Tân Hương long trọng tổ chức buổi giao lưu văn nghệ chào mừng 10 năm thành lập câu lạc bộ. Thay mặt cho ban chủ nhiệm và hội viên câu lạc bộ phường Tân Hương, xin được cảm ơn các quý đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể hội viên, các đơn vị phường bàn và cơ sở quê nhà đã dành thời gian vô cùng quý báu này về dự chia vui cùng chúng tôi. Sự có mặt của quý khách đã tiếp thêm ngọn lửa cho sự thành công của buổi họp mặt này. Xin quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng các vị khách quý xa gần có mặt tại hôm nay, thời gian cứ dần trôi, câu lạc bộ dưỡng sinh của chúng tôi được lớn lên và trưởng thành theo năm tháng. Câu lạc bộ đã trải qua biết bao khó khăn, từ địa điểm tập cho đến cơ sở vật chất không có gì trong tay, khó khăn lắm mỗi chị em mới sắm cho mình được một chiếc áo dưỡng sinh nhưng lại không có quần, tìm kiếm nhờ vả nơi tập luyện được các cụ quý như mèo chim con. Xong được sự đồng viên kịp thời, đồng tình ủng hộ của hội người cao tuổi và sự tích cực cần mẫn của các hội viên, câu lạc bộ đã tập hợp thu hút được rất đông hội viên, từ 13 hội viên lên 26, lên 35, lên 41, 50 và cho đến bây giờ là 62 thành viên vào sinh hoạt câu lạc bộ phường. Qua đó khẳng định sự lớn mạnh rất rõ của
câu lạc bộ về số lượng và chất lượng xứng đáng là đơn vị anh cả trong tất cả các câu lạc bộ cơ sở quận Tân Hưng. Chúng tôi cùng xác định được mục đích chung theo phương châm của hội người cao tuổi đề ra: sống vui, sống khỏe, sống có ích và sống hạnh phúc. Mỗi hội viên người cao tuổi được một tấm gương sáng để cho các thế hệ trẻ noi theo. Chúng tôi đã tập luyện được rất nhiều bài tập thể dục dưỡng sinh theo yêu cầu chỉ đạo của câu lạc bộ dưỡng sinh hướng dẫn viên tỉnh Thái Nguyên đề ra. Cùng với các đơn vị bạn ở quê hương Phổ Yên, chúng tôi đã tập được bài kinh nhạc thao gồm 128 mật pháp, 2 là bài khỏe về nước, 3 là võ quạt dầu nó đặc hồng, 4 là võ quạt đất nước mừng du, 5 là võ quạt mộc lan đơn phiến dựa trên lần nhạc bài Phổ Yên đẹp mãi bài ca, 6 bài thái cực kiếm 32 chiêu thức, 7 bài quyền 24 thế mà chúng ta vừa mới tập trên nền nhạc bài Việt Bắc Nhớ Bác Hồ, bài 8 là bài Ba La Chỉ, 9 là bài Sông Quạt Mộc Lan dựa trên nền nhạc bài Việt Nam Quê Hương Tôi hoặc là Làng Lúa Làng Hoa, 10 bài Bóng Ly Tâm dựa trên nền nhạc bài Mùa Xuân Đầu Tiên, 11 vũ điệu 18 bước nhảy 24 bước nhảy, 12 kết vũ điệu kết đoàn, 13 chúng tôi đang tập bài Võ Dưỡng Sinh và đang chuẩn bị tập bài Thái Cực Cầu Mây. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các câu lạc bộ, các tổ viên, từ những ngày cơm nắng mưa vườn, cơm buồm gạo bọc, dãi nắng dầm mưa, làm nối với phong trào, song tất cả chị em trong câu lạc bộ cũng cố gắng duy trì, bám chốt miệt mài, tích cực, trách nhiệm để câu lạc bộ được duy trì và giữ vững. Thay mặt cho ban chủ nhiệm hội người cao tuổi và câu lạc bộ, ban chấp hành hội người cao tuổi và câu lạc bộ dưỡng sinh phường Tân Hưng xin được cảm ơn những đóng góp công lao của bà Trần Thị Liên, nguyên chủ nhiệm, bà Ngô Thị Anh Tuyết, phó chủ nhiệm, cùng các ông các bà trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ phường Tân Hưng đã vừa là những người đặt nền móng đầu tiên, đặt những viên gạch đầu tiên cho câu lạc bộ phường Tân Hưng đến nay đã trưởng thành lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Cũng tại hội trường này, ban chủ nhiệm câu lạc bộ xin được bày tỏ lòng biết ơn, cảm ơn về sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đảng ủy, ủy ban nhân dân, ban chấp hành hội người cao tuổi, ban văn hóa xã hội của phường đã tạo mọi điều kiện cơ sở vật chất để câu lạc bộ hoạt động và đạt thành tích trong những năm qua. Để hội người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên, hội người cao tuổi thành phố Phổ Yên khen thưởng đó là luôn là đơn vị duy trì và giữ vững được danh hiệu thi đua câu lạc bộ tiên tiến, câu lạc bộ có thành tích cao trong hoạt động mà do câu lạc bộ dưỡng sinh hướng dẫn viên tỉnh Thái Nguyên trao tặng. Nhiều năm đi tham quan, tham gia tập luyện dự thi các giải phong trào, giải nâng cao, kết quả đạt tương đối tốt, tuy chưa được đứng nhất nhì song cũng phần nào khẳng định được vị thế của mình ở tại thành phố. Thành tích nổi bật rất đặc biệt của hội người cao tuổi tỉnh và thành phố Phổ Yên luôn được nhắc đến đó là câu lạc bộ dưỡng sinh phường Tân Hưng là điểm sáng dẫn đầu về phong trào văn hóa văn nghệ của thành phố Phổ Yên. Về phong trào dự thi liên hoan tiếng hát người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên tổ chức 2 năm một lần, từ năm 2015, 2017, 2019 và đặc biệt năm 2022 vừa qua, với câu lạc bộ dưỡng sinh thành phố phường Tân Hưng luôn là lực lượng dự thi và nòng cốt hội viên của người cao tuổi nằm trong đó. Năm 2022, dù chỉ là liên hoan giao lưu tiếng hát người cao tuổi toàn tỉnh Thái Nguyên không chấp giải, nhưng cũng là dịp cho hội người cao tuổi tỉnh Thái Nguyên, các huyện thành ở tỉnh hết lời ca ngợi và khẳng định một lần nữa về thành tích của chúng ta trong những năm qua. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý, có lẽ không có cây bút nào diễn tả được hết niềm vui của chúng tôi hôm nay. Song vì thời gian có hạn, 10 năm hoạt động thu lại, gọi lại kể trên trang giấy phút vài phút như hôm nay không thể nói hết được về những điểm mạnh của mình đã gặt hái được. Quá trình tổ chức không thể tránh khỏi những khiếm khuyết của ban tổ chức. Rất mong các quý vị đại biểu, những đồng hội, những người bạn chân tình thân thiết đến từ các phường bản cùng cơ sở thông cảm và bỏ qua. Hãy chung vui cùng chúng tôi trong buổi giao lưu này thắm đường tình quê về một người cao tuổi và câu lạc bộ dưỡng sinh phường Tân Hưng đến giây phút chốt để buổi giao lưu thành công tốt đẹp. Luôn mãi nhớ về nhau để còn có nhiều dịp gặp lại. Cuối cùng một lần nữa, trước hết
dừng lời, cho phép tôi thay mặt ban chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh phường Tân Hương kính chúc quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể hội viên câu lạc bộ trong thành phố và trong phường Tân Hương luôn tươi trẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Xin trân trọng cảm ơn. Và cũng xin báo cáo với tất cả các anh, các chị, các bà, các mẹ. Chúng ta đều biết rằng hội người cao tuổi của chúng ta không còn cái nơi nào vui hơn là câu lạc bộ dưỡng sinh. Cho nên là tôi có viết một bài thơ để nhân đây để tôi tặng mọi người cái nơi mà chúng ta nên đến tìm đến để kiếm niềm vui, với đầu đề: có ai biết nơi nào bán niềm vui? Có ai biết nơi nào bán niềm vui? Chỉ dùng tôi mua về một ít, để những khi thấy yếu lòng mỏi mệt, mang ra dùng chắc hết là hết buồn thôi. Ai chỉ dùng tôi nơi nào bán tiếng cười, tôi sẽ đến và mua về mấy nụ, để những ngày lòng héo hôn ngủ rũ sẽ được giảm ngời nhờ những nụ cười kia. Có ai biết nơi nào bán bình yên, tôi mua về và khắc lên đáy mắt, dù có đớn đau hay khó khăn chật vật, vẫn thấy nụ cười nơi đáy mắt an yên. Có ai biết nơi nào bán liều thuốc lãng quên, chỉ dùng tôi mua về mấy viên về uống, để ký ức không còn quay về được, để tôi mỉm cười đón hạnh phúc tương lai. Có ai biết nơi nào bán ánh sáng ngày mai, bán niềm tin cho những ai đánh mất, bán yêu thương cho những người chân thật, bán tâm hồn không biết nhặt niềm đau. Cuối đời rồi là sống được bao lâu, hãy vô tư cùng dưỡng sinh ca hát. Lớp tuổi chúng ta những người gieo hạt cho hôm nay và cả thế hệ mai sau, để tiếng cười cùng niềm vui là bất tận. Tìm nơi đâu ngoài câu lạc bộ dưỡng sinh là để nghèn, chỉ giúp mọi người tìm đến niềm hạnh phúc và mua vui. Xin hết ạ. Xin trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của bà Đặng Thị Minh, chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh văn nghệ phường Tân Hương. Tiếp theo là đến tiết mục là các câu đặt ngộ tặng hoa chúc mừng. Của dân tộc Việt Nam, trên cơ sở đó tạo thêm mối quan hệ đoàn kết
giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển trong hoạt động của mình. Mở đầu cho chương trình văn nghệ hôm nay, mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể hãy hướng lên sân khấu đón xem tiết mục mở màn Đất nước trọn niềm vui, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hà. Quý vị cùng được đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.